luôn cả tất cả anh chị em nào rất là mừng. Mới là trái tim cuối cùng ơn những người đã giúp cho mình luôn luôn là một sắc màu của ca sĩ. Xuân Đài sẽ đi thực hiện cái dự án cộng đồng của mình. Good morning, hello cả nhà ơi. Hôm nay Trân Đài sẽ đi thực hiện cái dự án cộng đồng của mình. Và hôm nay Trân Đài sẽ bật mí có một chị sẽ hỗ trợ cho dự án của Trân Đài. Trong lần này Trân Đài sẽ quay lại cảnh hậu trường để thực hiện dự án này. Mọi người đi theo Trân Đài nào. Hồi nóng quá nè cả nhà. Phải không? Nó xỉu luôn vậy đó. Đi quay ở Lan Mát mã hả chuông reo xong rồi á tập gì đó chữa cháy chữa ơ cái gì đó không có quay gì được hết trơn á thích nha bóc phốt cháy lên đi đó nãy mới nói đó ngồi được không cháy lên đi tiếng kêu quá trời tiếng còi của tòa nhà lên mát 84 chị em chúng ta đã xong rồi. Nó cứ cháy hoài muốn xẻo luôn. Bây giờ chúng ta đi thẳng tiến đến Thủ Đức luôn nha mọi người đi thôi. Không mà trước khi đi chúng ta em ăn ăn chưa? À, ăn chưa mọi người đợi xíu nha. Ok. Đó bây giờ cháy đi. Cháy đi. Mở cửa ra mọi người. Hết cháy. Kêu nó cháy nữa đi. Hết cháy. Cái gì chị? Dạ xem cho em. Với mấy giặt á. Nó là phải giỏi đâu. Giặt á. Ăn xong hết. Chơi mà không quay. Đại chị nghe ăn xong rồi quay giỏi. Mọi người ơi, Trân Đài vừa tới trường hợp đầu tiên là nhà dì Trang Kim Sa. Lần trước Trân Đài tới đây thì cái ngôi nhà này là nó chưa có xây xong luôn. Mà hôm nay nó đã xây xong rồi, chắc cũng tầm khoảng một năm mấy rồi đó mọi người. Thì hy vọng lần này Trân Đài đến đây sẽ giúp cho được dì Trang Kim Sa nhiều hơn nữa. Và các mạnh thường quân sẽ giúp cho dì Trang Kim Sa và cũng giống như là những người trong cộng đồng LGBT có cuộc sống đỡ hơn, bớt khó khăn hơn nha mọi người. Thay thời gian vì dịch á, thì ngày tái ngộ lại cảm thấy cái niềm nhớ nhung sung sướng và hạnh phúc về kia đến với chàng trai này, có thể tâm sự trao đổi những công việc hiểu và biết trong đôi với đặc biệt. Hai mang qua Thái hàng năm đều có tổ chức một chương trình hoa hậu cho cộng đồng LGBT này, là cầu mong luôn luôn được sức khỏe, nhiều may mắn và đạt được thành công những ước muốn của Trần. Cũng có tiếp xúc rồi, nhưng qua thời gian dịch bệnh thành ra có ẩn lưu thời gian. Nhưng lần này tái lập lại, mình cảm thấy là mặc dù là mình không tiếp xúc nhiều, chỉ qua một cái hội đối thăm thôi. Thành ra nếu mà đánh giá sâu sắc thì chưa có tìm hiểu sâu về Trần này. Nhưng trước mắt cái tổng cái khách quan thấy con người có cái sự vui vẻ, phúc hậu, trao đổi và cái sự quan tâm đến trong giới cộng đồng LGBT này. Cô sáng dậy thì cô đi chợ,
mua đồ rồi về nấu cơm cho cái Sang đi bán về, rồi kêu dọn ra ăn, ăn xong rồi cô dọn dẹp, Sang ngủ nghỉ ngơi chút, 2-3 giờ chú Sang mới đi bán. Bán xong cô ở nhà giặt giũ phơi đồ vậy đó. Tối rồi chú Sang về, cô vừa hâm đồ ăn đồ lại dọn cơm ăn. Nếu mà tính hồi trẻ tới giờ là cũng năm chục năm có rồi, năm mấy năm có rồi. Mà bây giờ là coi như chú đi hát viết rồi cho tới chú mới 10 năm nay là chú mới ở nhà với cô là đi buôn bán gần vậy nè. Đó. Rồi bây giờ lớn tuổi rồi, rồi chú thì cha mẹ chết hết rồi, đâu có ai nương tựa. Cô phải lo chăm sóc đồ lo, sợ bệnh đau đi bán buôn đồ bệnh đau rồi không ai lo đó. Đó, ở nhà hai vợ chồng già lo hủ hỉ với nhau, cơm nước rồi giặt giũ cho ổng. Vì hồi nhỏ hồi chú còn đi học, cô là ở kế bên nhà, mà hai người hợp với nhau đó, thành ra thích nhau lắm, nói chuyện hoài đi đâu là chú cũng dẫn cô đi chơi vậy đó, rồi này kia rồi cũng có tình cảm với nhau. Rồi thời gian sau chú đi thanh niên xung phong, trời ơi, cô mấy năm trời thanh niên xung phong á, cô với chú cũng tình nghĩa dữ lắm, thành ra bây giờ cô thấy như vậy cô đâu có bỏ được. Đó, với ổng cũng hồi nào giờ ổng hiền, thấy gì chứ hiền đó. Rồi thôi cô cũng chịu cực khổ đồ với ổng. Trời ơi, Trân Đài vừa hoàn thành xong dự án thiện nguyện của Trân Đài đầu tiên đến cô Trang Kim Sa. Thì vừa qua Trân Đài đã ủng hộ cho cô Trang Kim Sa số tiền đó là 30 triệu. Và hy vọng rằng sắp tới cô Trang Kim Sa có thêm được một số tiền này để trang trải cuộc sống và có thể giúp cho cô được một phần. Và Quỳnh Như đã hỗ trợ một chiếc xe bán vé số cho cô và một ít tiền để cô làm vốn để bán nước. Thì hy vọng là sắp tới chiếc xe của cô bán được đắt hàng và thành công nha mọi người. Trân Đài rất là hy vọng và mong rằng mọi người hãy luôn theo dõi hành trình của Trân Đài và ủng hộ cho Trân Đài thật là nhiều trong hành trình sắp tới đến với Miss International Queen 2022 nha. Thôi cô hát tặng tụi con bài đi. Thôi một đoạn, hai câu thôi. Hai câu thôi, gì hát tặng tụi con một đoạn, hai câu thôi. Cho mọi người có năng lượng tích cực, có niềm vui nè trong cuộc chúc sống. Chúc may mắn nè. Dạ. Toi qui n'as pas voulu de moi. Toi qui n'as pas confiance. Toi qui n'as pas grand ouvert. Toi qui n'as pas compensé. Adieu, sois là. Adieu et bonne chance. Avec celui qui t'emmène aujourd'hui. Hay quá. Giao con mình cái gì? Chọn gì quá là tuyệt vời luôn á. Con về nhé.